Now today we will learn unit now revision. Revision. Now let's begin, please. Now first we review about how far. How far is it from Rang house to school? It's about. Và khi chúng ta hỏi quý how far. Khi chúng ta hỏi với how far thì các bạn thấy là sao? Bao xa, đúng không? It's about 300 meters, 700 meters, 3 kilometers or 2 kilometers. Vậy chúng ta hỏi bao xa là từ khoảng cách một vị trí thứ nhất đến vị trí thứ hai. Learn how to school. Và cái phần này chúng ta đã học rồi bữa trước ha. How far is it from learn how to school? How far is it from La Hau to the post office? How far is it from La Hau to the gas station? How far is it? How far is it from? Các bạn viết lại mấy mẫu câu how far is it from? Khoảng cách bao xa từ nơi này đến nơi kia? It's about khi chúng ta không xác định rõ, ha? Không xác định rõ bao nhiêu khoảng cách là bao nhiêu thì chúng ta có thể dùng about là khoảng 300. 700 và trăm ta đọc là 100 ha, 100 và km ta đọc kilometer, kilometer, met, meter. Number 2, will. Today we will live. Will, simple future tense, tương lai đơn. Hôm nay học ta học tương lai đơn với chữ will, còn chữ shall nữa nhưng mà ta để học sau nhé. Will. I will call you soon. I will call you soon. Tôi sẽ sớm gọi là bạn. Tôi sẽ. He will come back soon. He will come back soon. Anh ta sẽ sớm quay trở lại. Vậy chúng ta có chữ will. Sau will là chúng ta cộng cái động từ nguyên mẫu không to. Sau will là động từ nguyên mẫu không to. Will. Ta sẽ có chữ will như các bạn nha. Sao will là động từ nguyên mẫu không trùng. Rồi các bạn hãy viết vô nè. Sao will là chúng ta cộng cái động từ nguyên mẫu không trùng. Và will là một động từ đặc biệt nhóm em nha, là một động từ khiếm khuyết ha. Động từ khiếm khuyết. Vậy phủ định thì chúng ta thêm will not, thêm not sao will. Và sau đó chúng ta cộng với động từ will mẫu không to. Tương tự như vậy, nghi vấn thì chúng ta đưa will lên trước chủ từ. Và sau đó chúng ta cũng cộng với động từ will mẫu không to. Và will not được viết tắt là won't. Will not được viết tắt là won't. Nha. Will not viết tắt là won't. Các bạn viết ra công thức vô. Chủ từ cộng will cộng với động từ will mẫu không to. Infinity. Phủ định. Chủ từ cộng will not. Và cộng với động từ will mẫu không to và will not được viết tắt là won't, will not won't. Nghi vấn will đứng trước chủ từ, will cộng chủ từ cộng với động từ will mẫu không to. Use và cách dùng của nó thì tương lai đơn diễn tả một sự việc sắp xảy ra trong tương lai, lời hứa, một lời chúc hoặc một niềm hy vọng. Khi đó trong câu thường có trạng ngữ như sau: tomorrow, ngày mai, soon, sớm, next day, next week, next year, this cộng cho ngày này như mà tháng sau, ha, ngày này, ngày, tháng sau, this cộng ngày tháng sau. Ta có những trạng từ đi kèm, tomorrow, soon, next, this, ngày tháng, cho tới. Tôi nhắc lại, chúng ta học will. Sao will là động từ will mẫu không to. He will come back soon. He will come back soon. I will call you soon. Will call come động từ will mẫu. Các chị hiểu. Now use the verb in the box in simple future or to complete the sentence. Be come get miss have gone. Don't worry Hoa. I'm sure you a lot of rain soon. It's raining.
Don't go out, you. What? When? See back tomorrow. Can I speak to my please? I'm sorry, see out. Oh, I heard later. We, in front of the zoo. I, there at 6:30. How you to the zoo? Bye bye. Now, complete. I'm sure you will have a lot of friends soon. You will get wet. Will get wet là bạn sẽ sớm bị ướt vì trời sắp mưa rồi. Bạn đừng có đi ra ngoài, bạn sẽ bị ướt đấy. When will she be back? Bao giờ cô ấy quay trở lại, quay trở về? Tomorrow, ngày mai. I will call her later. Tôi sẽ gọi cô ấy sau. Will call. We will meet in front of the zoo. Chúng ta sẽ gặp nhau trước sở thú. Will meet. I will come there at 6:30. Tôi sẽ đến đó vào lúc 6:30. How will you get to the zoo? Chúng. How will you get? Và câu nghi vấn ta đưa chữ will đứng trước chữ you. How will you get to the zoo? Now continue. Now you are what in the bus to complete the sentence. Now, where are you from? Where are you from? I to be thì có I am from Vinh. What? Your name? I'm Trung. Vì chúng ta trả lời là I'm Trung. Nên ta dùng your name. What's your name? My sister is 18 years old. Chị gái của tôi, em gái của tôi thì 18 tuổi. This is his new friend. Her name is Hằng. Đây là bạn mới của cậu ấy. Và cô ấy, cô bạn này đó, có tên là Hằng. She will be busy tomorrow. Cô ấy sẽ rất là bận vào ngày mai. Sẽ. Và chúng ta có will be, động từ gương mẫu. Now, number 3, structure. Now, what is your telephone number? My telephone number is 020-8777. Và chúng ta có thể thay thế số này. Thay thế các số này. Double là đôi. Double là đôi. Hai cái số gần nhau. Double, hai số 8. Double, hai số 8 nữa. Chờ. Now, 020-8777. Và chúng ta có thể thay thế số điện thoại của mình ha. Và khi hỏi về số điện thoại, ta học về trước rồi. What is your telephone number? My telephone number is. My telephone number is. 020-8777. Và chúng ta có thể thay đổi tùy theo số mình nha. Now, read and say the telephone number. 8-2-0-0-8-0. A 5-3-1-7-0-1. 7-2-4-5-6-1-0. 8-2-5-0-8-2-5-1-6-5-4. 2-5-1-6-5-4. Now, model sentence. Ta hỏi tiếp những cái mẫu câu hỏi về nơi ở, địa chỉ, hỏi về ngày tháng năm sinh, hỏi về lần sinh nhật kế tiếp. Where do you live? What is your address? What is your address? Khi ta hỏi where do you live? Where do you live? Nhưng khi ta dùng what
What is your address? Các bạn biết bài rồi nha. What is your address? I live at 12 Trần Hưng Đạo Street. My address is 12 Trần Hưng Đạo Street. Và có hai cách trả lời. I live at my address at my address is. What's your day of birth? Khi ta dùng what thì ta dùng day of birth. When is your birthday? Khi ta dùng when nhé. When thì ta dùng là birthday. When birthday. What's day of birth? My day of birth is on Tuesday. Và có ngày, có tháng ta dùng với từ là on. It's on Tuesday. It's on Tuesday. Và hỏi trả lời về ngày sinh nhật kế tiếp, ngày sinh nhật tới. How old will you be on your next birthday? How old will you be on your next birthday? I'll be 14 on my next birthday. I'll be 14 on my next birthday. Và số 14 này chúng ta có thể thay đổi tùy theo tuổi của mọi người. Nha. Nào, try down. Now, choose the correct answer, please. Choose the correct sentence. Now, where is she from? Where is she from? The correct answer is where is she from? Where is she? Câu A này ta thiếu chữ E. Now B. What's her name? What's she name? Đây anh ta chờ chọn nào. What's her name? What's her name? Chúng ta không dùng she name. She will be here. She will be here. She will be here. Ở câu trên, câu dưới không có chủ từ chính. Chỉ có động từ khiếm khuyết là will. Will she come here? Will she come here? Và sau will là động từ nguyên mẫu không to. Nên chữ không này ta không có chữ S. She lives in a flat. She lives in a flat. Và she là ngôi số 3 số 1 nên lives thì phải sao có chữ S. Lives. Now complete the question. What's her surname Hoa? What's her surname Hoa? Bạn Hoa nên ta sẽ dùng là her surname. Nó có surname là họ. What's your surname? Last name. Or ta có là family name. Surname, last name or family name. What's her first name? Là Lê. Where is she from? England. What's her job? What's her job? What's your address? What's in North Street? What's her telephone number? What's her telephone number? How is she? 21. Rồi về nhà các bạn học lại những từ vựng này nhé. Và học lại các thì mà chúng ta vừa mới học. Cô chào tạm biệt các bạn.